Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình tiếp tục đến nhà của em Hiền để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một lô mai đế rất đẹp ha. Quá xa đế luôn. Chào em. Em chào anh Tấn, chào toàn thể cô chú anh chị em mình trên toàn quốc nha. Nam có số phôi mai giao lưu cùng cô chú anh chị em mình ha. Em ở ấp Long Định, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại là 0976533164, đó cũng là số Zalo của em ha. Này mẹ giáo Thủ Đức, hình thức làm bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Em đi vào cây đầu clip của mình là cây số 26 ha. Rồi, chiều cao. Chiều cao là 80. Hoành là 17. Rồi. Để luôn quý vị. Giá là 550.000. Rồi, 550.000. Rồi, xuống cây. Cây 27. 57, cao luôn. Cao là 57. Hoành là 17. Rồi, để luôn quý vị. Giá là 450.000. Rồi, xuống cây. Số tiếp theo luôn. Cây số 28. 28, cao. Cao là 60. Hoành là 18. Rồi, xây xây luôn. Rồi, xuống đế luôn. Nở ha. Giá là 500.000. Rồi, 500. Rồi, xuống cây. Số tiếp cây theo. Cây số 29. Rồi, cao luôn. Cao là 79. Hoành là 15. Rồi, xuống đế luôn. Đế xòe đẹp quá nè. Giá là 450.000. Rồi, xuống cây. Cái nơm đẹp ha. Cây 30. Rồi, cao luôn. Cao là 66. Hoành là 17. Rồi, đế luôn quý vị. Đế xòe đều luôn ha. Giá là 550.000. Rồi, xuống cây. Cây 31. Rồi, cao luôn. Cao là 82. Hoành là 18. Tại cành đều ha. Để. Để cũng đẹp luôn. Giá là 620.000. Rồi, xuống cây. 620.000 quý vị ơi, cây mai đẹp luôn. Cây 32. Rồi, cao luôn. Cao là 84. Hoành là 17. Rồi, xuống đế luôn. Cái đặt kẹo luôn ha. Giá là 550.000. Rồi, xuống cây. Cây 33. Cao là 54. Hoành là 16. Rồi, đế luôn. Giá là 420.000. Rồi, xuống cây. 420.000 nha quý vị. Cây 34. Rồi, 34. Cao luôn. Cao là 60. Hoành là 20. Rồi, xe xây luôn. Rồi, xuống đế luôn. Nguyên bệ, đặt kẹo. Giá là 1.200.000. Rồi, 1.200.000. Rồi, xuống cây. Cây 35. Rồi, cao luôn. Cao là 63. Hoành là 18. Rồi, xuống đế luôn rồi quý vị. Để. Giá là 550.000. Rồi, 550.000 quý vị ơi. Rồi, xuống cây. Cây 36. 36. Cao là 58. Hoành là 14. Rồi, để luôn. Giá là 350.000. Rồi, xuống cây. Cây 37. 37, cao luôn. Cao là 1m. Hoành là 20. Rồi, tay cành cũng khá quá nè. Rồi, xuống đế luôn nha quý vị. Đế như củ mì vậy ha. Cộng nào nấy to to. Giá là 750.000. Rồi, có 750.000 quý vị ơi. Rồi, xuống cây. Cây 38. Rồi, 38. Cao là 70. Rồi. Hoành là 14. Rồi, xe xe luôn. Rồi, đế. Để xe đẹp quá ha. Giá là 350.000. Rồi, xuống cây. Cây 39. Rồi, chiều cao. Cao là 60. Tay cành đẹp luôn. Hoành là 16. Tay cành bỏ tứ diện luôn. Con búp măng quá nè. Đế luôn. Đế cũng đẹp quá xá ha. Giá là 650.000. Rồi, xuống cây. Đẹp quá xá quý vị ơi.
Dì thích cây nào lâu liền ha. Cây 60. Cao là 8. Ủa, cây 40 lộn. Cao là 60. Hoành 16, nhảy lẹ ghê không? Hai cành đều ha. Để luôn. Giá là 420.000. Rồi 420.000. Rồi, xuống cây. Cây 41. Cao là 94. Hoành là 24. Rồi, xây xây luôn. Để xe luôn. Giá là 550.000. Rồi, 550.000, 50.000 quý vị ơi. Rồi, xuống cây. Cây 42. Rồi, cao luôn. Cao là 70. Hoành là 20. Rồi, xây xây luôn. Rồi, xuống đế luôn. Giá là 400.000. 400. Rồi, xuống cây. Cây 43. Rồi, 43, cao. Cao là 70. Hoành là 22. Rồi, tay cành cũng đẹp quá ha. Đế luôn. Cũng quá xa đế ha. Giá là 700.000. 700. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp theo. Cây 44. Cao là 57. Rồi. Hoành 20. Để luôn nè quý vị. Giá là 700.000. Rồi 700.000 quý vị ơi. Rồi xuống cây. Cây 45. Rồi. Cao là 71. Hoành 15. Rồi xây xây luôn. Xuống đế luôn. Để cũng đều. Giá ha. Là 350.000. 350.000. Rồi xuống cây. Cây 46. Cao luôn. Cao là 64. Hoành là 18. Rồi. Em này có cái mình u nần nần ha. Đó, lạ mắt ha. Giá là 350.000. Rồi 350.000. Xuống cây. Cây 47. Rồi cao luôn. Cao là 62. Hoành là 14. Rồi để luôn quý vị. Giá là 250.000. Rồi 250.000. Rồi xuống cây. Bao ship luôn. Cây 48. Này có cái bệ lạ lạ. Cao ha. Là 54. Hoành là 18. Tay cần đều. Đó. Này có cái bệ đế ha. Giá là 550.000. Có bệ xè đẹp ha. Rồi xuống cây. Cây 49. Cao là 84. Hoành 21. Rồi xuống đế luôn. Để đặt kẹo ha. Giá là 750.000. 750.000 quý vị ơi. Rồi xuống cây. Cây 50 cũng là cây cuối của em ha. Rồi cuối clip rồi quý vị. Cao là 56. Hoành 17. Rồi thay cành nè. Thay cành khó luôn ha. Đấy thì đặt kẹo dưới luôn. Giá là 600.000. Rồi 600 rồi quý vị ơi. Cuối cùng em cảm ơn anh Tuấn, cảm ơn cô chú anh chị em đã ủng hộ em trong thời gian qua ha. Em rất mong cô chú anh chị em mình tiếp tục ủng hộ em trong thời gian tới. Em cảm ơn nhiều luôn ha. Rồi, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.